để cho hết bệnh. Rồi con mô Phật cảm ơn ông ba nhiều. Ông ba giống ông Tiên quá đi. Ông Tiên bị đọ đài. Giống Bác Hồ. Trời ơi, giống Bác Hồ vậy luôn. Thôi mô Phật cũng không ra, ông ba nhiều sức khỏe. Trời ơi. Bữa em nghĩ Bác Ba đang chạy xe mình. Rồi cảm ơn chị. Con về này đông quá rồi. Rồi cảm ơn nhiều nha. Cảm giác rất là hạnh phúc luôn. Đi từ giờ rồi. Rồi cảm ơn. Này, ông hôm nào rảnh. Này, cảm giác là hạnh phúc luôn. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ. Dạ. Thôi chị về chúc chị nhiều sức khỏe nha. Rồi em về bé uống thuốc cho chị nha. Khi nào chị nhớ em xem clip nhớ là em nha. Dạ em chào chị. Hỏi tên lại chứ quên. Dạ dạ. Tên em gì? Em Phong Nguyễn á chị. Phong Nguyễn. Dạ dạ. Em chào chị nha. Dạ. Để em đưa chị ra ngoài đây. Dạ. Kỳ này cho tiếp nữa đó, mới cho thằng Phong Bụi đi cho hồi chiều đó, tao né mặt hết trơn, tao muốn cho ai quay biết tao hết á. Dạ. Ấy con cũng muốn minh bạch là sợ Bác Ba gửi con quá trời tiền rồi không ai biết dạ. Tới Bác Ba nữa. Đừng yên, đừng nghĩ cái đó là cái xấu ít, đừng sợ. Dạ. Bác Ba uống gì chưa? Chưa, đừng có lo, chẳng đất ơi. Trời ơi, bữa hôm qua con đăng cái đoạn video lên, cô bác nói Bác Ba nay sao ốm quá, nhận không da luôn kìa. Cái nó ốm mà trong mình nó khỏe trong mình được rồi. Dạ. Dạ. Hay là con nhờ chú Ba mua nước tương gì chảnh cho con, cơm gì á. Thôi mình mua ở đây cũng được, để bắt phiền Bác Ba nữa. Không sao đâu coi, dạ. Dù trước mắt quá tao mua trên này rồi tao nhờ chuyển xuống dưới cho cân. Dạ. Mua cho nó nói tiền. Dạ dạ, nếu được vậy Bác Ba mua giùm con cũng được quá. Dạ, không chừng Bác Ba quen giọng nhiều á, Bác Ba mua nó dễ hơn nữa. Sợ Bác Ba chuyển tới chuyển lui cực á. Tao mua giá sỉ mà lo gì. Dạ. Trời ơi, mừng quá quá. Rồi vậy đi nha cưng. Dạ dạ đi. Muốn chuyển tiền thì tao chuyển, còn không mua đồ này kia nào dạ. Này tao mua cho. Dạ, nếu giờ Bác Ba mua giúp con cũng được quá. Mua cái giá rẻ mà mua giá sỉ của chợ lớn mà. Dạ dạ. Dạ, cảm ơn Bác Ba nhiều nha. Mà bây giờ cưng coi đó là chia ra là bao nhiêu phần? Dạ 500 phần đó quá. Thì 500 phần thì tao tính tao nhân ra tứ chân chút dầu đường bột ngọt hay gì đó. Dạ. Rồi chia đều ra chia cho đủ 500 phần. Rồi ba mà chia đủ 500 phần là Bác Ba cũng đuối nữa đó. Không có đuối đâu lần đó. Dạ. Tài khoản tiền trong tài khoản của tao chưa rút á, còn nhiều lắm. Ông Ba gửi ông 100 luôn đi. Rồi, rồi hết dịch Bác Ba xuống cho con ké nha, Bác Ba gần chỗ con nè. Rồi chị ở mà quốc lộ 1 mà giáp danh Bến Lức đó. Dạ vậy gần chỗ con rồi. Bị ngang cái nhà 6 thước, bị dài 30. Dạ. Bác Ba mua luôn hay là Bác Ba mướn? Dạ, về khỏe rồi. Mua nhà đó. Quá trời đất rồi. Bị ngang miếng đất 10 thước. Dạ. Bị dài 30 thước. Dạ. Còn cái nhà tròn đó, còn tao định tao mua luôn. Dạ. Mua ba xuống đây cho con xuống con phụ ba nha. Mua cái dãy nhà trọ đó, cái rồi nữa mình cho mấy những người già cả neo lên đồ đó. Dạ. Sẵn có phòng sẵn thì mình cho ta ở luôn. Dạ, mốt vợ con có đuổi con ra hay gì Bác Ba cho con ké. Dạ. Mua rồi. Dạ, vậy con mừng cho Bác Ba rồi. Cái nhà trước là cái khoảng trước là 6 thước bề ngang. Dạ. Ở ngoài sau 8 thước mấy. Rồi Bác Ba dự định chừng nào mới về Bến Lức làm Bác Ba? Thì bây giờ để cho em chút xíu đi rồi tính. Dạ. Ở dưới cái bếp, ở trên này cái bếp nữa. Vậy Bác Ba ở đâu, ở trên hay là ở dưới này?
thì giờ kiếm chiếc xe đó, đi lên đi xuống. Dạ. Qua dưới đây, ở dưới đây con. Dạ. Tài xế thiếu gì? Dạ. Bác ba cười là ông bà cô bác vui rồi. Chứ thấy hôm qua đăng lên mà ông bà nói bác ba ốm quá trời luôn, ai cũng xót xa hết. Thôi dán bác ba ơi, kệ giúp cho bà con khó khăn là mình mừng lắm rồi bác ba ơi. Trời ơi, chàng ơi, thì lo quần chúng là cái tình tiên Phật. Dạ. Lo chứ, mình là tánh phàm nhân. Dạ, chứ ai nói gì nói thôi kệ bác ba. Ừ, dạ, ta nói thì dơ cái miệng ta. Dạ. Thì mình làm chuyện của mình, mặc định dèm xỉm ghét ưa. Miệng đời mà lưỡi không xương, nói chuyện nhiều điều lắc léo, mà cái miệng không rành nó méo tứ tung. Bác ba ăn uống gì chưa? Ừ. Bác ba ăn uống gì chưa? Hồi sớm ăn mà miếng mì rồi. Dạ. Nào bác ba rảnh gì con trò chuyện với bác ba nhiều nha. Dạ không sao đâu cưng. Dạ. Không có gì đâu. Tại vì hồi nãy cô Bạch Tuyết cô điện về. Dạ. Rồi nói chuyện với cổ cũng hơi lâu. Rồi nói tôi cúp máy đi để tôi điện cho mà Phong, rồi tôi nói chuyện đó, coi muốn mua chứ thì mua, còn tôi mua trên này thì để tôi mua rồi tôi chuyển xuống dưới cho. Dạ, vậy bác ba giúp cho con luôn nha. Rồi. Dạ, cảm ơn bác ba nhiều lắm. Rồi, không có gì cảm ơn hết, nhân chân người tay chân để cứu đời mà. Đây là cái buổi mình lập công bồ đức mà mình không làm được, rồi mình để chờ lúc nào. Dạ, trong lúc khó khăn nhất mà hôm ấy mốt hết dịch rồi, lúc đó người ta cũng đâu có xin xỏ mình đâu. Dạ. Kêu làm phải thì tan rằng không rảnh, mà quỷ vô tường nó dắt vừa không rảnh cũng phải đi à. Dạ. Tự nhiên ngã ngăn chết vừa có hẹn không? Dạ. Đây là cái cơ hội để mình tạo phước mà không làm được rồi tới chừng nào làm. Dạ. Ý bác ba lớn tuổi ở con mình à, chứ có con cái gì đâu mà chẳng lẽ bác ba kiếm tiền nhiều rồi cho ai bây giờ. Trời cưng ơi, ai dạ. Nói gì nói mặt tình. Hồi dán nha bác ba. Dán chứ, trần đất ơi, không dán sao được cưng. Dạ. Một kiếp này không làm rồi chứ tới kiếp nào hẹn tới kiếp nào. Lâu quá nhớ bác ba cũng chết luôn mà lên không được. Ờ, dán 15 qua 15 tay này là nó xả đường rồi. Dạ. Nếu xả cho con đi con giọt lên bác ba, ôm bác ba một cái lấy hên. Rồi, để tao tranh thủ tao tính cho nha. Dạ. Rồi bác ba nghỉ ngơi nha. Rồi, cảm ơn cưng. Dạ, dạ. Rồi, con ba bác ba. Đây là cái chỗ mà cái đường hẻm vô nhà của bác ba chậu của cô chú anh chị ạ. Giờ là Phong sẽ đi vô cái nhà của bác ba nha. Thì cái nhà ngoài kia là hồi nãy là cái chỗ mà bác ba để thuê là để làm cho cái mục đích từ thiện của cô chú anh chị ạ.